400 mét nữa, rẽ phải. Rẽ phải. Đi tiếp 5 km nữa.
gần đến ủy ban rồi anh ạ. À, em đang từ cầu Bình Ái vào mà. Vâng. Bốn trăm mét nữa rẽ phải. Rẽ phải, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Hai trăm mét nữa, rẽ trái. Rẽ trái, sau đó rẽ phải.